Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình thì sẽ thường xuyên chia sẻ những clip hướng dẫn làm đồ thủ công. Mình có thể dùng làm đồ dùng, đồ trang trí, quà tặng cũng rất là ý nghĩa. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một bé búp bê xinh xắn bằng len. Mình có thể dùng làm móc treo, ba lô, túi sách hoặc là dùng làm quà tặng cũng rất là xinh xắn. Để móc được một bé búp bê xinh xắn bằng len như thế này, mời các bạn theo dõi video sau của mình. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng móc một bé búp bê mini xinh xắn bằng len mix cotton 125g. Ở đây thì mình sẽ sử dụng màu vàng, màu 10 giờ và màu da, màu đỏ để nắm môi và một chút màu đen để mình trang trí mắt này. Mình kéo để cắt len. Kim móc đầu 3, đầu 4. Mà lát nữa thì mình sẽ sử dụng cái đầu 3 này. Kim khâu len này. Bông để nhồi vào phía trong. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu cùng làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần đầu trước. Mình sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật. Phần đầu thì mình sẽ làm một cái màu da này. Sẽ móc lên một mũi bính. Trong cái vòng tròn ma thuật sẽ móc 8 mũi móc đơn. Xiết cái vòng tròn ma thuật lại. Sang chiếc mũi kết hàng. Lên mũi bính. Chân mũi trượt sẽ móc 2 mũi móc đơn chung vào một chân. Hàng thứ 2 sẽ móc 2 mũi móc đơn chung chân cho đến khi hết hàng. Mình sẽ hết hàng thứ 2 sẽ lại sang trần mũi kết hàng. Hết hàng thứ 2 mình có 16 mũi móc đơn. Và cái mũi trượt này thì mình sẽ siết chặt tay một chút lên mũi bính này. Siết chặt cái vòng tròn ma thuật lại. Đó. Nên hàng thứ 3 mình sẽ tăng 8 mũi. Sẽ móc 1 mũi móc đơn tại chân mũi trượt. 1 mũi tăng. Mũi tăng ở đây là mũi mình sẽ móc 2 mũi móc đơn chung vào một chân cho đến khi hết hàng. 1 đơn, 1 tăng.
sang chuyển mũi cái đàn, siết chặt tay này, lên mũi bính, lên hàng thứ tư. Hàng thứ tư mình cũng sẽ tăng 4, tăng 8 mũi này. Mình sẽ móc một mũi móc đơn tại chân mũi trượt, một mũi tăng. Đó, sau đó sẽ móc 7 lần, 2 đơn 1 tăng, cho đến khi hết hàng. Sau khi hết 7 lần còn một mũi móc đơn cuối cùng thì mình sẽ móc một mũi móc đơn sang chèn mũi để kết hàng. Lên mũi bính. Lên hàng thứ 5 thì từ hàng thứ 5 đến hàng thứ 9 mình sẽ móc toàn bộ là 32 mũi móc đơn, không tăng không giảm. Hết hàng 5 đến hàng 9, mình sẽ lên hàng 10. Hàng 10 đây thì mình sẽ móc một mũi móc đơn tại chân mũi trượt. Hàng 10 thì mình sẽ giảm 8 mũi. Một mũi đơn này, một mũi giảm mình sẽ móc ở cạnh ngoài. Và nó sẽ móc 7 lần 2 mũi móc đơn, một mũi giảm. Và mình sẽ móc 2 cái cạnh mũi đơn chung vào một chân kim móc này. 1 2 này, một mũi giảm. 1 2 1 mũi giảm này. 1 2 1 mũi giảm này.